Mai Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Jaguar model D398. Chú ý máy nhật 110 nên khi dùng mình phải cắm dây máy vào cục đổi nguồn. Hướng dẫn đánh sốt chỉ. Sốt chỉ mình cắm vào cọc sốt. Sợi chỉ từ cuộn chỉ mình vắt chéo quanh chân ốc này. Rồi sau đấy cuốn qua sốt, ra sốt theo chiều kim đồng hồ. Mình cuốn tầm 4-5 vòng cho chắc. Là nút chạy. Gạt cọc sốt qua phải nha. Tốc độ nhanh chậm. Không đánh nữa, mình dừng, mình gạt qua trái lấy sốt chỉ ra. Đi chỉ may thì mình nhớ nâng chân vịt lên. Tiền móc vào đây. Đấy, theo cái sơ đồ số 1 này. Số 2 này. 2 vòng đi lên này. Đấy, 3 này, 3 móc từ bên phải qua bên trái qua cái mọ giật chỉ này. Khi mà nó đang nằm ở dưới mình quay cái bánh đà cho cái mọ sắt này nó cao lên, bắt từ bên phải qua bên trái. Cho nó nằm vào cái mọ nhá. Đằng số 4 này. Đấy. 5 này, 5 là móc nó vào trong cái sắt, cái gờ sắt chỗ ngang cái trục kim này, nó có một cái gờ sắt tròn tròn trong này. Nó bên trái sang gì á? Đấy, cho nó hạnh vào trong này nhá. Sau đấy mình xỏ chỉ từ trước ra sau qua lỗ kim. Lấy chỉ dưới tay trái. Đây mình lắp suốt đã. Mình lấy suốt chỉ ra. Chú ý khi đặt suốt vào, sợi chỉ thừa bên tay trái, cầm suốt như thế này. Đặt vào. Mình sẽ gài sợi chỉ vào cái rãnh này. Vắt nó về phía bên trái này. Cho nó thật vào xe, lấy chỉ dưới đây này, một tay cầm sợi chỉ trên, cầm hơi căng như này. Tay quay bánh đà hướng vào lòng mình. Quay một vòng thôi, kim đi xuống, kim đi lên. Nó phải lấy chỉ dưới lên. Cho hai sợi chỉ vào giữa chân vịt, đưa ra người kia sau. Nhớ là sợi chỉ dưới nó phải quay ngược chiều kim đồng hồ, vắt một nửa vòng như này. Để nắp hơi vào. May các bạn vào hạ chân vịt xuống, chọn đường may, chọn đường may bên này nhé, nó tương ứng với cái đèn ở trên này. Còn ở đây là cái phần màu thơ của may này. Đấy, ví dụ mình chọn đường màu đen thì mình cho chỗ này là màu đen. Đấy, 1, 2, 3, 4 là nó sẽ may những cái đường màu đen trên này. Và sang phía bên đường màu đỏ 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 này là nó sẽ may những cái đường ở bên dưới này. May cũng thẳng này. Đấy, con này kẹp ngay rất là đầm máy nhá. Con dao ở dưới này nè. Đây mình chạy thử đường chích chắc luôn. Coi một lần luôn. Đầm nha, nó không kén vải. Đường dí chắc, mình nhìn đường dí chắc cho rõ. Đấy, mặt trên mặt dưới. Đây là tăng thường chịu. Có thể may đường này. Cơ bản thôi. Đây, mặt dưới này.
chạy sang cái đường bên này. Thì nó sẽ tương ứng với cái đường ở bên dưới này. May những cái đường màu đen nó khi nào sẽ may những cái đường màu đỏ này, nó sẽ ra những cái đường chặn chân nữa này. Mình có thể vừa may vừa trả bắt sổ những đường này. Còn hướng dẫn thay kim, thì mình xoay bánh đà cho kia kim này, nó cho cái có con ốc ngang cái đầu kim này xuống, mình vặn lỏng cái này ra. Đấy, một tay cầm vào kim đẩy kim ra này. Kim máy may gia đình Nhật thì nó có hai mặt, mặt vát và mặt tròn này. Mặt vát mình quay về phía đằng sau, lắp vào, đẩy cao lên, vặt chặt con ốc này vào. Mặt vát hướng ra sau nhé, mặt tròn hướng về người mình ngồi. Đấy, còn thay chân vịt này, đầu tiên thay chân vịt thì nâng cái cần này lên. Đấy, phía sau gót chân vịt nó có một cái gờ đen này, ở phía đằng sau này, đây chỗ ngón tay. Mình ấn vào trong người mình ngồi, đấy, lấy ra này. Cái chân vịt nào nó có một cái trục ngang này. Đấy, trục ngang bằng sắt này mình lắp vào. Tay trái mình cầm chân vịt di chuyển cho cái trục ngang này nó trùng với đầu cái mỏ chân vịt này, nó có cái chỗ lọt vào. Còn tay phải mình cầm cái cần nâng hạ chân vịt này di chuyển cho cái nào nó trùng vào nhau mình hạ xuống. Đấy, nó tự động nó lọt vào. Ok.